Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ làm bài số 12. Cái bài này á thì muốn mọi người sẽ chụp chụp hình và lấy điện thoại, tiếng ta lấy điện thoại chúng ta chụp, chúng ta dễ cho chúng ta nhìn vô dễ làm hơn. À, chúng ta thấy tại sao thầy chọn bài này làm đầu làm trước, tại vì bài này giống như là một cái tờ đơn thực tế mà chúng ta hay làm nè. À, thì trong công ty thì người ta cũng sẽ hay làm cái dạng như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo file mới nha, chúng ta sẽ tạo file mới luôn. Chúng ta sẽ bấm vào file ở đây, chúng ta chọn vào đây, bấm vào cái này, rồi chúng ta lưu lại với tên là bài 12 nhé, ta lưu vào file, bấm vào cái mục này, rồi chúng ta lưu vào đĩa D đi, không cần lưu vào tên gì hết, chúng ta đánh là bài 12. Rồi chúng ta nhìn vô cái đề á, thì cái phần đầu tiên này á thì chúng ta sẽ thấy là người ta không phải là dùng Pháp, chúng ta thấy đây cũng đâu có dùng Pháp đúng không? Mà cái bài này là người ta sẽ sử dụng là các kênh cái bạn gồm có hai cột. Và mình sẽ làm nha, chúng ta sẽ vào trong Insert Table, chọn vô đây luôn, chọn vô ngay chỗ này luôn nè. Rồi chúng ta đưa con chọn vào ngay đây. Chúng ta không thấy con chọn là chúng ta cái di chuyển chuột của mình nhé. Chúng ta kéo lớn cái này nhé. Đó, bắt đầu chúng ta đánh nội dung này vào. Thì ở đây, tí muốn mọi người sẽ gõ vào nhé. Chứ mọi người đừng có copy giống như vậy. Tại mình đang hướng dẫn mình copy thôi. Nghĩa là hướng dẫn cho mọi người cách làm thôi. Còn cái việc mà đó, đánh cái này vào. Ví dụ như bên đây, chúng mình sẽ đánh cái này vào luôn. Rồi, sau khi đánh xong chúng ta có thể chọn vô cái chỗ, chúng ta thấy ở đây có cái này không, ta bấm là ta chọn hết nè. Và chúng ta để ý ở đây nè. Lưu ý khi mà nó lít ra ngoài thì biến mất nè. Khi ta bấm vào đây nó chọn hết thì ta thấy ở đây nó có cái chữ Table Tool này nè. Thì chúng ta sẽ vào trong Layout, chúng ta sẽ chỉnh. Nó nằm trên đây chẳng hạn. Rồi, hoặc là chúng ta có thể chỉnh phông chữ. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể kẻ một cái đường kẻ, chúng ta vào đâu? Insert. Ở đây. Ta giữ phím Shift một cái là chúng ta kẻ một cái đường kẻ căng thẳng. Tương tự bên đây cũng vậy. Đó. Giữ phím Shift. Đây là kẻ một cái đường. Rồi, chúng ta nhìn vô cái đề này, chúng ta nhìn vô cái đề thì ở đây là chúng ta thấy cái đường kẻ như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta làm mất cái đường viền, lưu ý mất đường viền nhé. Thì chúng ta cứ bấm chọn vào ngay cái này. Và giao tiếp ta là mất đường viền sau cũng được. Và chúng ta bấm vào cái chỗ này, chúng ta còn nhớ này, chọn là No Border. Nó thấy mất đường viền không? Thì chúng ta thấy ở đây người ta làm giống như cái dạng như vậy á. Được chưa? Vậy là chúng ta làm được cái chỗ này không? Rồi, trong cái bài này á thì mình muốn chỉ cho mọi người một cái thủ thuật này nữa. Không phải là theo cái bài này thì mình làm được rồi. Nhưng mà giả sử mấy bóng tay làm công ty á, có một cái phần này nè, nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Nghĩa là mỗi lần chúng ta làm một cái mẫu đơn mới hay là một cái văn bản mới thì cái tiêu đề này luôn luôn lặp đi lặp lại. Mọi người hiểu ý không vậy? Thì bây giờ làm sao lưu trữ lại? Thật ra là đa số là chúng ta sẽ lấy cái file cũ, chúng ta mở lên, ta xóa phần phía dưới đi, sau đó chúng ta gõ lại. Đa số là chúng ta làm như vậy. Thì đây mình sẽ chỉ một cách thủ thuật này hay ha, nâng cao nha, là lưu lại cái phần này. Thì muốn lưu lại thì chúng ta ghi nha. Cái này là phần nâng cao của Word á. Chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta sẽ chọn vào cái khung đó. Nghĩa là tí chúng ta lên tập này luôn, cái này là một cái hay khi đi làm công ty á, chắc chắn khác gặp. Nha. Chúng ta sẽ vào trong một là Insert. Cái này là không, trong bài này có yêu cầu phần này không? Không nhá. Trong cái bài này không yêu cầu phần này, đây là phần nâng cao của cuộc. Trong quá trình dạy là thầy luôn luôn thêm cái phần nâng cao. Lên những ai mà nghĩ thầy sẽ không biết cái phần nâng cao này. Rồi, sau đó chúng ta để ý, chúng ta sẽ vào cái mục là Quick Start. Nhớ là trong bài số 12 này không yêu cầu cái này nhé. Bấm vào đây, chúng ta chọn là lưu lại cái phần đã chọn.
Ở đây là cái chữ là chúng ta thấy là say selection to which part fell, thì nghĩa là lưu lại cái phần mà mình đang chọn á. Thì chúng ta bấm vào save một cái. À, giả sử chúng ta lập tên, giả sử chúng ta lập tên đây là tiêu đề đơn, giả sử ta tên gì cũng được ha, kiểu như vậy. Ok, thì mấy mốt á, ví dụ như là khi mà chúng ta tạo một file mới á, ta lưu ý là khi mà chúng ta tạo file mới nè, thì cái tiêu đề chúng ta hay đánh lại đúng không? Nếu mà chúng ta phải đánh lại là chúng ta phải làm thao tác lấy giờ thầy làm á, đúng chưa? Kèm một cái bảng trong gõ lại đúng chưa? Thì chúng ta không cần nữa, chúng ta chỉ cần vào đây. Chúng ta thấy có này không? Thấy chưa? Đó, đó, thấy chưa? Vậy nhanh không? Trong công ty người ta hay làm cái cách này, cái tiêu đề của công ty cứ mỗi một tờ đơn là người ta hay đó, thì đây là cái cách hay phần nâng cao của cuộc nhá. Nhớ là thật ra là chúng ta muốn bôi đen, nghĩa là khi mà chúng ta chọn ở chỗ nào ngay vị trí nào thì nó tự động nó lưu, nó muốn lưu lại thì cứ vào đây nó lưu đó, đấy là được. Rồi bây giờ mình làm tiếp theo bài. Cái này là không cần làm trong cái bài 12 này, thì người ta không yêu cầu cái này là phải chỉ thêm á. Nghĩa là trong quá trình học tài là chúng ta sẽ thấy có những cái nâng cao lại muốn đi làm áp dụng á. À, rồi cái phần này là lúc trước là thầy thấy là nhiều người cứ nhờ thầy chị hoài á, nên là các em nhớ là các em phải biết phần đó. À, bây giờ tiếp của cái bài này nha, tiếp bài này. Rồi chúng ta sẽ đánh giấy xác nhận, chúng ta đừng có canh gì hết, chúng ta sẽ đánh cái giấy xác nhận. À, lấy giờ quên ha. À, đánh ra nha. Giấy xác nhận. Rồi, ví dụ nha. Chúng ta đừng có chỉnh, chúng ta cứ enter xuống ta làm những cái phần sau. Đã. Rồi bây giờ cái phút này bây giờ chúng ta để ý nha. Chúng ta đếm, chúng ta thấy ở đây là người ta sử dụng tab. Nhớ nha. Chúng ta đếm mà nè, chúng ta đầu tiên nhớ là chúng ta phải hiển thị cái thước đúng không? Các bạn nhớ chúng ta vào viên ta hiển thị cái thước này không? À, nếu mà máy chúng ta có cái thước rồi thì không nói, giả sử nếu không thấy thì chúng ta nhớ chúng ta vào gì? View. Cái này là hôm trước này tị hơn nè. À, đánh dấu vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô đề mình đếm nè. Đếm nha. Chúng ta thấy ở đây phía trước này không có tab thấy không? Chúng ta thấy ở đây nó có một cái dấu không? Thấy chưa? Đó. Đây thêm một cái nha. Và là cái này mấy tab? Hai tab. À, và là chúng ta nhìn nha. Chúng ta nhìn vô là bây giờ chúng ta làm nè. Chúng ta không cần chính xác. À, chúng ta cứ bấm vô cái này đầu tiên nè. Để sử số 8 đi. Chúng ta chọn số chẵn này dễ. À, bấm vô đây cái nữa. Giả sử bấm vào đây đi. Được chưa? Đó. Thấy chưa? Thấy hai tab không? Chúng ta gõ văn bản vào. Thì ví dụ như thầy có dễ, thầy đang gợi ý mà, nhớ nha, thầy có dễ. Thầy bỏ cấp lóc gõ dễ đi. Rồi nhấn phím, nhớ là ở ngoài không phải trong bảng thì nhấn phím tab. Nhớ nha, nhấn phím tab mà. Chúng ta thấy nhảy tới không? Nó nhảy tới vị trí đó không? À, nhìn vô đề nè. Thấy là mã số sinh viên, và chúng ta sẽ đánh chữ là mã số sinh viên. Và là bước 1 là đặt các mốc tab đúng không? Không giống như hôm trước có chỉ. Bước 1 là mình đặt các mốc tab. Bước 2 là sao? Nhấn phím tab để nhảy tới các mốc tab mà đầu mình có dữ liệu vào, nhấn tab tiếp nó nhảy tới đây nè. Thấy không? Rồi. Muốn có đường chấm chấm thì sao? Nhớ hôm trước mình có chỉ chúng ta vào đâu? Đó, chúng ta vào home. Nhớ nha. Có cái đường chấm chấm á. Chúng ta bấm vào cái chữ paragraph này, nhớ này không? Nhớ là chị bấm cái chữ tab này không? Thật ra là chúng ta có thể double click vào đây luôn, nhưng mà biết tại sao thầy không chỉ cách này? Tại vì có nhiều máy chúng ta bấm vào nó không nhận. Nên là thầy đã nói hôm trước, thầy đã nói là chúng ta bấm vào đây thì luôn luôn nó có cái chữ tab ở đây. Chúng ta sẽ chọn số thứ nhất nè. Ta chọn kiểu đường nè, đừng có chọn gì chỗ này nhé, đừng có chọn gì chỗ này hết. Chọn ngay chỗ này. Ý là số 8 này tương ứng với số vị trí thứ 8 ở trên cây thước á. Chúng ta nhớ là cái cách đổi đơn vị đo hôm trước có chị rồi á. Nếu mà ai quên thì tí thầy chị lại lên máy, hay tới tận máy thầy chị làm nha. Ok, bấm đọc một cái nè. Số thứ 2 nè, chúng ta thấy ý số thứ 2 số ở đây nè. Thấy chưa? Chọn kiểu đường. Nhấn đọc. Ok, thấy chưa?
Thấy cái đường chưa? Rồi, enter xuống, nhớ là enter nghĩa là xuống dòng á, chứ đừng có lít xuống dòng nha. Nha. Rồi bây giờ mình nhìn vào đề tiếp nè. Mình thấy ở đây mình cái mình đếm là 1 nè, mình phải đếm nha. Chúng ta cứ dùng tắt trái hết cho thầy. Ta tắt phải hết cho thầy. 1 2 Thôi cái chỗ này chúng ta dùng tắt trái đi ha. 1 nè, 2 3 4. Thấy chưa? Đó, rồi là dùng mấy tắt? 4 tắt đúng không? Nhưng mà có cái như vậy, chúng ta để ý như vậy. Khi mà mình từ cái dòng này mình enter xuống thì nó thừa kế từ cái trên đây rồi. À, nó thừa kế từ bên đây rồi thì chúng ta chỉ cần đặt thêm hai tab nữa thì chúng ta dùng tab trái hết nha. Cái chỉ có cuối cùng này chúng ta dùng tab phải thôi. Tab phải nghĩa là góc vuông phía phải á. À, rồi chúng ta đếm nè. 1 1 2 3 4. Rồi giờ đánh nè, nhấn phím tab. Chúng ta biết tại sao mà nó chỗ này nó có phải lấy nó thừa kế từ dòng trên nhớ nha. Đó, được chưa? Bây giờ mình muốn lập đường chấm chấm thì sao? Mình lại vào trong paragraph, mình chọn đấy tab, mình chọn mình các em lưu ý nè, các em cứ click vô cái số này ở đây, cái nào mà không có ta chọn vô đặt đây có rồi thì thôi, không có thì chọn vô, bấm nhớ là khi mà chọn vô nhớ bấm đặt một cái, bấm vô cái này, không bấm thì không hiệu lực nhé. Ok, thấy chưa? Rồi xuống dòng là nhấn phím gì? Enter. Rồi nhìn vô đề tiếp là nhìn vô đề. Mà là tại sao lại hướng dẫn mọi người làm cái bài này? Tại vì mỗi một dòng nó lại khác nhau. Thì ở đây mọi người thấy ở đây, à, đây là 1 nè, 2 nè, 3. Thì có phải là bỏ khúc này không? Mà bỏ thì sao nhỉ? Bỏ, nó nhìn nha, muốn bỏ cái chỗ này thì sao? Lít vào và kéo, lít chuột vô cái chỗ này. À, và kéo xuống một cái là mất liền. Nhớ nha. Rồi nhấn phím tab. Thật ra cái dòng này thì nó giống như dòng trên. Không, chưa. Rồi enter xuống một cái. Lại nhìn vào đề tiếp. Vậy là cứ mỗi một dòng ta làm. À vậy cái dòng này thì không có tab đúng không? À vậy là dòng này á thì chúng ta chỉ nhiệm vụ là gõ hết xong enter xuống thôi. À, rồi và cứ như vậy làm được không? Nha, lưu ý cái này ta phải sau khi ta làm xong hết là canh giữ ta mới chỉnh, chứ đừng không cần chỉnh ngay lập tức, đừng có chỉnh. Nhớ là tất cái bài này thì muốn mọi người sẽ sử dụng phong là thumbnail Roman, nhớ nha. Rồi tí nữa mọi người làm tới cái khúc này và làm sẽ có phần lỗi ngay đây. À tí sẽ tới đây để chỉnh. Đó, nhiệm vụ hôm nay là thì muốn mọi người làm cho xong bài này á. Đây là tại vì bài này giống một cái bài, một cái tờ đơn thực tế, nên là thầy muốn mọi người làm bài số 12 này. Rồi thầy gợi ý, thầy hướng dẫn nhanh lại một lần để cho mọi người dễ nhớ, là luôn luôn thầy dạng là thầy hay hướng dẫn nhanh lại một lần lắm. Rồi lưu ý đầu tiên chúng ta phải đổi đơn vị đo, nếu mà ai quên thì nhắc lại. À, vào file nhớ này không? Option đổi đơn vị đo của Word á, chúng ta vào đâu? Expand, chúng ta tìm cái mục là display. Đây nè, ta nhớ là đổi thành cm nhé. Thầy dạng thật ra là dạng xong bài 12 rồi đó, nhưng mà thầy dạng lại nữa. Rồi bây giờ nhớ là máy mình phải hiện thị gì? Cây thước, có nhiều lúc máy mình không hiện cây thước, phải hiện thị. Được chưa? Rồi, muốn đặt tab thì bước 1 là sao? Mình đặt các mốc tab đúng không? Giả sử bây giờ mình đặt vào đây. Mình đặt vào đây. Mình muốn đổi này, cứ bấm vào đây. Bước 1 là đặt các mốc tab, nhắc lại nha. Sau đó, mình sẽ nhập, mình nhấn phím gì? Phím tab mình nhảy tới cái mục tab mình nhập. Được không? Muốn cái đường chấm chấm hay sao? Vào home, bấm vô cái ngay đây đúng không? Chọn vào cái tab, đọc nhìn cái số ở trên đây 4.25 là mình sẽ tưởng tượng nó chính là cái này. Rồi chọn số, chọn kiểu đường đọc, chọn số,
chọn chịu đường đặt. Nếu giả sử cái chỗ này mà mình không muốn có đường thì thôi nha, không phải cái nào cũng cần có cái đường hết, nhớ nha. Rồi giả sử ok, cái ta thấy cái này mình không cần thì mình không đặt đường nè, thấy chưa. Rồi bây giờ mọi người lưu ý, cứ mỗi lần mình làm xong cái mình bấm phím Ctrl để phím F nha, Ctrl S à, là cái phím Ctrl ở trên bàn phím phía tay trái à, là lưu những gì vừa làm, nhớ nha. Đó, khi mà chúng ta vừa bấm cái chúng ta thấy nó lưu xuống cho mình liền. Rồi bây giờ mọi người thử tự làm cái bài số 12 này nha.